Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vi Diệu Channel vào lúc 15:30 chiều thứ tư hàng tuần. Như các bạn đã biết, loài chó có những khả năng đặc biệt mà nhiều người chúng ta không hề biết đến, như cảm nhận được nỗi buồn, hay phát hiện trước căn bệnh ung thư của chủ nhân, thậm chí còn biết trước cả thiên tai, động đất và sấm chớp. Vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá xem những khả năng đặc biệt đó là gì nhé. Số 1. Hiểu được nỗi buồn của chủ nhân. Từ lâu loài chó được biết đến như một loài nhạy bén với cảm xúc của con người. Nếu bạn buồn, nó sẽ an ủi bạn bằng cách đặt lên đầu nó, lên đùi bạn và nó sẽ nếm bạn một cách trìu mến, thân thương. Vậy tại sao chúng có thể cảm nhận được cảm xúc của con người? Theo một nghiên cứu cho thấy, một phần não của loài chó rất giống với con người. Chúng có khả năng đọc cảm xúc của con người thông qua tiếng nói và hành vi của họ. Có những chú cún rất là dễ thương hiểu chuyện bên cạnh bạn. Như một người bạn khi buồn, được lắng nghe, thấu hiểu, chúng ta cảm thấy dễ chịu, khuây khỏa đi nhiều phải không nào? Số 2. Cảm nhận được nỗi sợ của con người. Vì sao ư? Cùng với khứu giác siêu nhạy của loài chó, nhạy gấp hàng trăm, hàng triệu lần mũi của con người, chúng có thể ngửi thấy nỗi sợ của chúng ta theo đúng nghĩa đen. Nỗi sợ ấy được biểu hiện qua các hiện tượng của cơ thể như chảy mồ hôi, máu bơm nhanh hơn, cơ thể điều tiết các hormone. Và rồi bay vào không khí đến mũi của chúng, không chỉ cảm nhận được bằng mũi, mắt còn là radar thứ hai của chúng. Những con chó sẽ quan sát biểu hiện qua khuôn mặt, nhịp thở, dáng đi, dáng đứng, chạy của bạn. Bởi vậy, bạn sẽ thấy nhiều khi con người càng sợ càng chạy nhanh thì chúng lại càng đánh thức khả năng máu chiến và chúng càng đuổi. Số 3. Cảnh báo khi ai đó sắp bị lên cơn động kinh. Đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều trường hợp được cứu sống nhờ cún cưng. Trong số đó là những trường hợp bị động kinh được chó cứu sống. Những con chó được huấn luyện có thể được cảnh báo rằng khi nào bạn sẽ lên cơn động kinh trong vòng 10 đến 20 phút tới, đủ thời gian để bạn có thể uống thuốc hoặc là nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nếu ai đó lên cơn động kinh, chúng sẽ ra sức bảo vệ họ hoặc cứu họ khỏi cơn nguy hiểm bằng cách ấn nút gọi khẩn cấp được cài sẵn trong nhà hay là cố gắng nay họ tỉnh dậy hoặc chạy đi tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thật tốt rằng nếu mỗi gia đình có người lớn tuổi hay là người dễ bị mắc động kinh có nuôi một chú chó như vậy. Số 4. Khả năng phát hiện ung thư. Khi con người bị mắc bệnh ung thư, hơi thở của họ sẽ có chút khác biệt so với hơi thở của người bình thường. Và cũng nhờ lỗ mũi siêu nhạy này, những chú chó được huấn luyện có thể nhận biết được sự khác biệt đó. Không chỉ vậy, chúng còn được phát hiện ra khả năng ung thư da thông qua việc ngửi qua những vết thương trên da và ung thư tuyến tiền liệt thông qua việc ngửi nước tiểu của bệnh nhân, vân vân. Và tất nhiên độ chính xác của chúng rất là đáng tin cậy, đến 98% và được các nhà nghiên cứu tìm ra. Vì phát hiện này, khả năng này của loài chó sẽ là một bước tiến đầy hứa hẹn trong y học và khoa học. Số 5. Biết được khi nào cô chủ mình có thai. Với khứu giác siêu nhạy của mình, loài chó có thể ngửi được những biến đổi của hormone trong cơ thể người phụ nữ, cũng như cảm nhận được sự thay đổi từ dáng đi đặc biệt đến cảm xúc của họ trong thời kỳ mang thai. Khi người phụ nữ sắp sinh con, nó sẽ chú ý lắng nghe và quan sát những gì chủ nhân nói và làm và thường tỏ ra lo lắng hơn. Thật thú vị phải không nhỉ? Khi người đầu tiên phát hiện ra em bé trong bụng mẹ là một chú chó chứ không phải là chồng của cô gái. Số 6. Phát hiện bệnh tiểu đường. Lại với chiếc mũi thần kỳ đây, một lần nữa nó lại cứu sống con người khỏi những đợt hạ đường huyết trong cơ thể. Chúng sẽ sử dụng chiếc mũi của mình để ngửi sự thay đổi trong hơi thở và da của bạn khi bạn đột ngột bị hạ đường huyết. Cũng giống như việc các chú cảnh sát sẽ đo lượng cồn trong hơi thở của người lái xe. Năm 2004, một tổ chức huấn luyện chó phát hiện ra bệnh tiểu đường mang tên chó dành cho tiểu đường D4D đã hoạt động và khóa học cho các chú chó này được đánh giá khá là cao cũng như chất lượng đào tạo thì rất tốt. Thế này phải phong thêm danh hiệu chú chó bác sĩ tiềm năng phải không nào? Số 7. Khả năng dự báo thời tiết. Loài chó có thể dự báo đủ loại thời tiết như mưa, bão, vòi rồng cho đến tuyết rơi. Chúng có thể dự đoán thời tiết như vậy là nhờ vào khả năng nghe và ngửi của mình. Chúng có thể ngửi thấy mùi của mưa và mùi của ozone trong không khí được tạo ra bởi tia chớp trước khi được thấy tia chớp. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho thấy rằng gừng càng già càng cay. Khi những chú chó càng có nhiều kinh nghiệm trong cảm nhận thời tiết thì càng biết được những dấu hiệu chuyển biến thời tiết tốt hay xấu. Tuy nhiên, đây là trên nghiên cứu khoa học, còn thực tế thì tùy trải nghiệm của mỗi chú chó nhà mình. Số 8. Động đất. Đây cũng là điều không mấy gì xa lạ. Chó có khả năng dự báo trước động đất. Những điều đặc biệt này con người đã sử dụng từ hàng ngàn năm trước. Họ nuôi chúng cùng những động vật khác để nhằm mục đích báo hiệu sớm trước khi xảy ra thiên tai, nhằm mục đích giảm thiểu về thiệt hại về con người cũng như tài sản. Bởi vì loài chó có lỗ tai khá là thính, nhạy bén nên chúng có thể nghe được những tần số hay là những chuyển động nhỏ dưới lòng đất. Chúng có thể vừa sủa vừa chạy hoặc là ở bên cạnh chủ. Bên cạnh đó, họ thường nuôi chó tai vểnh để có thể dự báo thiên tai một cách tốt hơn so với loại chó tai mềm. Số 9.
Tìm và tiêu diệt những côn trùng có hại. Với những con bọ xít, chuột chết, bạn có thể tìm thấy và tiêu diệt nó bởi vì mùi nó rất là thối, bốc lên nồng nặc khó chịu. Nhưng đối với những con vật rất là nhỏ gần như không có mùi như mối và kiến vân vân thì con người thật sự bó tay. Nhưng với loài chó thì chúng có thể ngửi được hết. Nếu bạn đang sở hữu một chú chó thì hãy mang chúng tới các trung tâm huấn luyện để nó có thể có khả năng bắt được những con vật siêu nhỏ như là mối và dẹp giường. Nó có khả năng tìm được lũ côn trùng đang ẩn nấp và trứng của chúng. Tuy nhiên trình độ bắt côn trùng của chó sẽ càng cao khi nó được huấn luyện tốt và tất nhiên cũng cần một người chủ có khả năng điều khiển giỏi. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những khả năng đặc biệt của loài chó có thể bạn chưa biết. Nghe tới đây bạn cũng muốn sở hữu một chú chó thông minh như vậy phải không nào? Không chỉ loài chó đâu mà còn rất nhiều loài động vật khác có khả năng đặc biệt mà chúng ta chưa biết hết. Hãy cùng mình tìm hiểu ở những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Tiếc gì không ấn thích và ấn đăng ký kênh cho chúng mình nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.